Thưa quý vị và các bạn, kế thừa và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn vinh công đức của danh thần Thoạn Ngọc Hầu vừa qua tại thành phố Châu Đốc, Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ tưởng niệm 195 năm ngày mất danh thần Thoạn Ngọc Hầu 1829-2024. Các hoạt động lễ tưởng niệm 195 năm ngày mất danh thần Thoạn Ngọc Hầu diễn ra với phần lễ theo nghi thức truyền thống hàng năm như lễ cúng tiên thường bắt đầu lúc 16 giờ ngày 10 tháng 7 nhằm ngày 5 tháng 6 âm lịch. Đây là nghi thức truyền thống hàng năm của ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam, tổ chức tại Lăng Thờ Ngọc Hầu nhằm tưởng nhớ danh thần Thờ Ngọc Hầu mất năm 1829, ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch. Sau khi hoàn thành nghi thức lễ cúng tiền thường, sáng 4 giờ ngày 6 tháng 7 âm lịch, ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức lễ cúng chánh tế các thành viên ban quản trị lăng miếu sam tiến hành dân hương và tiến hành cúng chánh tế trong không gian linh thiêng quyền ảo mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian và trở thành một sinh hoạt tâm linh truyền thống nhằm tôn vinh công đức nhớ ơn danh thần thoại ngọc hầu vừa qua quỹ ban nhân dân tỉnh an giang tổ chức lễ tưởng niệm 195 năm ngày mất danh thần thoại ngọc hầu 1829-2024 Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại cuộc đời sự nghiệp và những đóng góp to lớn của danh thần Thoại Ngọc Hầu hết lòng vì dân vì nước là người có công khai phá vùng đất Nam Bộ, khẳng định chủ quyền của người Việt trên vùng biên giới Tây Nam thời kỳ đầu Triều Nguyễn. đào Kinh Thoại Hà và Kinh Dĩnh Tế đến nay vẫn đóng vai trò quan trọng trong tuyến thủy lộ nội địa vận chuyển hàng hóa, giao thương mua bán, an ninh quốc phòng và góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội cho vùng Châu Đốc An Giang. Trong thời gian diễn ra lễ tưởng niệm, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Châu Đốc phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn sự kiện và dịch vụ du lịch sắc Việt tổ chức đêm hội nét Việt 2 tại Lăng Thuận Ngọc Hầu. Đây là nét đẹp văn hóa có nghĩa tâm linh, là nét văn hóa truyền thống, người dân và du khách có dịp chiêm ngưỡng những nét bút tài hoa của ông đồ. Đây là năm thứ hai và công ty phối hợp cùng phòng văn hóa và thông tin thành phố Châu Đốc thực hiện điều hành nét Việt với mong muốn là tạo không gian cũng như là bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó thì bà con nhân dân và du khách gần xa đến với lễ tưởng niệm có thể xin những nét chữ của các nhà thư pháp về làm kỷ niệm. Đồng thời, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Châu Đốc phối hợp với siêu thị Tứ Sơn, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức đêm văn nghệ chào mừng lễ tưởng niệm 195 năm ngày mất danh thần thuận Ngọc Hầu. Chương trình văn nghệ được dàn dựng một cách công phu với các tiết mục ca múa, cổ nhạc đặc sắc xoay quanh chủ đề về quê hương đất nước, ca nghệ về công trình quyền thoại kinh dịnh tế, quá trình mở mang bờ cõi của danh thần thuận Ngọc Hầu và lịch sử dùng đất phương Nam. Song song đó, thành đoàn Châu Đốc tổ chức trò chơi dân gian và trò chơi vận động tại Lăng Thuận Ngọc Hầu với các trò chơi như bịt mắt đập heo, kéo co, nhảy sạp, đua thuyền trên cạn, nhảy bao bố đôi, truyền dòng, xé giấy và trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố còn tổ chức giải pickleball. Qua đó tạo không khí vui tươi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân nhân lễ tưởng niệm 195 năm ngày mất của danh thần thoại ngọc hầu thì ban thường vụ thành đoàn đã xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động để hưởng ứng như là tổ chức các vệ sinh môi trường tạo cảnh quan thứ hai nữa là tổ chức các hoạt động trò chơi để nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giáo dục truyền thống cho các bạn đoàn viên hội viên trên địa bàn thành phố thông qua lễ tưởng niệm là dịp để đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố châu đốc thể hiện lòng thành kính tri ân luôn mãi ghi nhớ công lao của vị khai quốc công thần danh thần thuận ngọc hầu có công khai phá và làm tru phú dùng đất an giang